những tòa nhà chọc trời khu tái định cư Thủ Thiêm cũ, bỏ hoang mấy năm nay, giờ chứng kiến những đoàn xe chở bệnh nhân và lực lượng quân dân y xung phong vào tuyến đầu, bà con vừa lo vừa thương. Và một bếp ăn ngay tại khu dân cư nhà B, lô CD chung cư Bình Khánh, phường An Khánh đã được lập ra để san sẻ vất vả với những người đang vì trận chiến sống còn của thành phố. Từ những hình ảnh mà rất ám ảnh tôi trên Internet về đại dịch này trên thế giới, thì tôi và cùng anh em ở nhà B lô CD này cũng kêu gọi, chủ yếu là kêu gọi từ trong tòa nhà chung cư của chúng tôi, làm sao có một nguồn kinh phí để giúp đỡ và chung tay cùng với cả nước chống dịch. Và đặc biệt là lực lượng tuyến đầu là y bác sĩ, bộ đội, an ninh, dân phòng là thường xuyên túc trực ở đó. Thì chúng tôi cũng muốn có những nguồn lương thực thực sự đảm bảo chất lượng, và chúng tôi nấu những bữa cơm chất lượng để một phần nào tạo thêm một năng lượng để các anh em tuyến đầu có nhiều sức khỏe hơn và nhiệt huyết hơn để hoàn thành các nhiệm vụ của mình. Mười hai giờ trưa, cư dân thay phiên nhau, người thổi cơm, người nấu thức ăn, người nhận thêm đồ tiếp tế như khẩu trang, nước suối, xe sủi, đồ bảo hộ, quạt. Bà Nguyễn Thị Lợi, tiểu thương chợ Đo Đạt, ra đây giúp mọi người từ hôm chợ đóng cửa, phụ trách những chảo thịt xào nghi ngút mùi thơm. Thực phẩm thì cô làm được từ ngày hôm qua là 50 suất, nhưng mà sau tối thì các bác yêu cầu làm thêm cho 12 suất nữa, là khoảng 8 giờ tối. Nhưng hôm nay thì đang chuẩn bị cho khoảng 100 suất. Không biết là có phát sinh nữa thì không biết. Còn trước mắt là cứ làm 100 suất. Còn nếu mà các bác sĩ hay là nhân viên nào mà có thể thêm ấy thì là vẫn hỗ trợ nhiệt tình. Và 300 hộp cũng được cung cấp đầy đủ. Và thực phẩm thì là món ăn hôm nay thì là gồm có gánh gà chiên và canh bắp cải nấu với thịt băm, với lại thịt thái mỏng này, xào với hành tây, với lại cần tây, với lại bông cải. Hai giờ bắt đầu vào bếp, thế còn là chuẩn bị, thế còn nấu thì bắt đầu là từ 3 giờ, 3 giờ thì cho đến 4 giờ là xong, đóng hộp đến 5 giờ chiều là giao cơm. Nguồn thực phẩm thì đa số là chung cư, tất cả anh em mỗi người là gọi là một chân một tay. Và những cái người mà ta bị đây là mình thương cho người ta thôi, mà mình có cái cảm giác mà mình rất chi là xúc động và thương họ. Tôm này là mình mua căng giờ về hay sao? Không phải mua đâu. Cũng được một người hảo tâm tài trợ 70 kg tôm. Wow. Anh Trường cho hay mọi cư dân tham gia hỗ trợ nhóm đều phải tuân thủ quy định phòng dịch. Nhân sự chỉ dùng những người trong cùng một tòa nhà đã được test nhanh COVID. Từ xuất phát từ những việc làm của chúng tôi thì sự lan tỏa đó ở quanh khu vực quận 2 này thì rất nhiều gia đình đến góp một chút ít của mình, mà có khi là một chai nước mắm, có khi là vài ký gạo, 100 ký gạo, có khi là cả một lít dài mà người ta đi siêu thị mà người ta mang thẳng tới của chúng tôi luôn. Thực sự là rất xúc động, nhiều lòng hảo tâm đến đây, từ nhỏ đến lớn, ai ai cũng muốn góp một chút ít nhỏ của mình vào. Đúng 17 giờ chiều, các suất ăn được đóng hộp, cho vào thùng, chuẩn bị giao đến điểm tập kết. Trong bộ đồ bảo hộ kín bưng, các đầu bếp kiêm lái xe đi thẳng vào cổng bệnh viện dã chiến số 3, nơi các bác sĩ, bộ đội, dân quân đang đợi. Ừ.
Thượng tá Hồ Thanh Thủy, chính trị viên phó, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thủ Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 3 cho biết, với quân số chỉ hơn 200 người, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 2.000 bệnh nhân F0. Đón nhận hơn 1.000 suất cơm tiếp tế nóng hổi, Thượng tá Thủy cảm kích. Thế đối với chúng tôi là cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ ở đây, ngoài cái chế độ theo cái quy định ra thì lực lượng tình nguyện cũng như lãnh đạo của phường An Khánh, là bệnh viện thì nằm trên cái địa bàn của phường An Khánh, thì trong quá trình thực hiện thì rất được có sự lãnh đạo chỉ đạo của cán bộ địa phương cũng như là các mạnh thường quân ở trên địa bàn phục vụ chúng tôi, hỗ trợ chúng tôi về mặt hậu cần, các suất ăn trong hàng ngày. Đây là cũng là cái món ăn tinh thần để cho chúng tôi là có cái động lực hoàn thành tốt cái chức trách nhiệm vụ được phân công. Ông Hồ Hải Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, cùng các lực lượng tại bệnh viện tất bật với công tác hỗ trợ thu dung bệnh nhân. Thì cũng cùng các mạnh thường quân cũng hỗ trợ cho các đội ngũ y bác sĩ cũng như các bệnh nhân chăm lo riêng về các về nước, cơm. Như cụ thể là trong buổi trưa hôm nay chúng tôi đã tiếp nhận là trên 1.000 thùng nước để là chuyển tới tận tay cho các bệnh nhân cũng như các đội ngũ y bác sĩ phục vụ làm công tác là phục vụ chữa bệnh ở đây. Ngoài các nước thì cũng có các nhu yếu phẩm khác, thì chúng tôi sẽ tiếp và phối hợp với lãnh đạo cũng như giám đốc của các bệnh viện để chuyển và trực tiếp để trao tận tay cho bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ. Hiện nay cũng đang tiếp tục kêu gọi các mạnh thường quân để ủng hộ vật chất rồi để mà hỗ trợ thêm cho các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch. Gạt đi lo lắng ban đầu, cư dân An Khánh đã trở thành những hàng xóm nghĩa tình, rất chia phần cơm nóng thơm với những cư dân bất đắc dĩ về đây làm nhiệm vụ lẫn chữa bệnh. Thêm một hành động tiếp sức của bà con, thêm đậm tình nghĩa Sài Gòn trong cơn đại dịch.